Bữa nay chia sẻ cho bà con nông dân phun thuốc cho lúa 76 ngày của em 18 vụ thu đông này. Thì hiện tại thì gầy rất là nhiều, gầy ở đây gầy gầy sâu nè, thì dần lúa này thấy cũng ok, chắc cỡ 700 ký, cỡ 700 ký công cắt 700 750. Để hồi chia sẻ thuốc cho bà con mình. Cái này có thêm gầy vô không? Tưởng đâu gầy dữ lắm, sao bớm gọn rồi sâu quá nè Tư. Sâu thì sẽ gầy hả? Ở trên đây Tư cho vi khuẩn mạnh không? Ở dưới là mình cháy vi khuẩn không đó. Ở trên đây chắc cũng chuẩn bị cháy vi khuẩn nè. Tại tôi xài thuốc cũng đóng vậy hả? Có thứ nào lạ lạ không? Có thứ nào lạ lạ không? Chia sẻ. Này là thằng đậu ôm hả? Lonomy. Lonomy. Chai này nhiêu cho chúng tôi? Cả 100 mấy không ta? Hay là 200 mấy? 200 à? Dạ. Yeah. Lonomy 280. Cái này nó có hoạt chất chỉ lâm đép nè Tư. Đậu ôm nhưng mà có hoạt chất lâm đép nè. Hacenoglogen nè. Có ngộ ta là hoạt chất của thằng An Nguyên sinh như ta nè, thằng này nè. Còn chích si glyoge là đậu ôm, nó này đặc trị bệnh đậu ôm trên lúa mà sao nó có thêm hoạt chất của thằng An Nguyên sinh như ta vô đây nữa nè. Này đậu ôm lưu lượng 15cc, 30cc là 16, này chắc mình 40cc hết rồi hay là 50? 40 này mình 40 50. Cái này tôi càng 3.6 nữa rồi, 3.6 này chỉ sâu à, đúng rồi, này 3.6 chỉ sâu vô ốc, 3.6 sâu này, sâu vô luôn này. Lonomy sâu ấy, này đậu ôm chứ, đậu ôm lá, đậu ôm có bông với vi khuẩn. Vi khuẩn này lên gan tivo 400 kg, này là trị vi khuẩn trái bì lá, gói 20g bình 25 lít, này gói 20g nè. Với thằng này thằng đầu bò to trái nữa. Thì nó chuẩn bị cho nở chứ tôi. Hôm tới trời tối là bắt đầu qua tháng 11 là nở đó, chỗ nóc á. Kệ của con mà cám lự luôn kìa. Mới dạch nè. Trời nữa đó hả? Dạ, mới dạch đó, vài bữa xịt. Dạ, vài bữa xịt lại nè. Trời, chú Tư chơi thuốc này với chị kêu nó không mấy sao được. Hả? Mò gì nữa, bỏ mò cho chỗ đi. Chính rồi. Có, đồng dưới có sao không? Manh cô Z. Mà là tùy có thành phần mạng của Z ở đây nữa rồi. Thì ta hai thứ cho nó mà. Ừ. Tùy cho này bởi vì hết dị sửng luôn nè. Quần lá chín sớm. Sợ hết rồi. Sợ giống dưới. Cho đợt này hết vàng lá luôn nè. Lúa trên đây bông ốc nổi luôn. Ngon rồi, trên đây im rồi. Ở dưới tại bị lỗi kỹ thuật. Nguyên cánh đồng luôn. Nó thưa thưa vậy mà nó ít cháy lá, mà nó dày nó cháy lá. Thưa bông cũng bự. Thứ tư ông rút kinh nghiệm ha. Ở dưới cháy lá trên đây ông cho một cái khỏi cháy luôn à. Ở dưới cháy mà trên đây không cháy nè. Trên đây xịt vi khuẩn với cháy hoàng lá chín sớm. Thứ nào chịu nổi. Đầu lao luôn, thuốc đâu mà đầu lao. Thuốc cấm hay gì? Cấm gì, thuốc giỡn không? Quay lên thằng cần chết luôn. Dễ gì đâu, ai cười đâu. Bữa nay đỏ đuôi rồi.